spa. Tại vì cái này cái da mặt của mình nó trẻ trung hơn đó. Thành ra mỗi mình thấy là mỗi lần mình lên thì là chị em mình có một cái gì nó khác nhau một chút, trẻ hơn chút, đẹp hơn chút. Thì bây giờ mình bắt đầu với cái rửa mặt. Cả nhà nếu mà ai có cái bộ mà facial spa thì mình cũng có thể cùng nhau làm đẹp với nhau nha. Thì bây giờ mình rửa mặt, mình thích rửa mặt nữa. Tại rửa mặt rất là sạch nè. Hôm nay đặc biệt là mình có cái make up cho nên cái này nó lấy ra trên được mấy cái mascara nè. Rồi cái xong cái tóc. Chùm mặt kín thế mà còn bị bệnh vì bụi. Mình mê cái này lắm, tại vì mình biết hôm nay là cuối tuần nè, mình muốn làm đẹp cho cuối tuần thì mình làm cái máy facial spa để mà khi mà mình đánh cái foundation cũng rất là đẹp. Thế rồi thấy vừa dễ sợ chứ, trời ơi 2 phút xong rồi. Đây là những cái mắt tóc của mình nè, cộng thêm cái bụi của mình luôn nè. Cái này cả nhà mình cùng xài luôn, là bởi vì con gái mình xài nè, con trai mình xài nha, ông xã mình xài luôn. Nó dễ xài lắm, nó đơn giản lắm, ai xài cũng được. Ai xài rồi cũng ghiền hết trơn à. Ai xài cũng là gì. Thật ra thì mình thấy mọi người đều mình giới thiệu cái máy này ai cũng thích hết. Mình chưa có bị ai chê cái máy này. Vui lắm rồi. Còn làm đẹp để chụp cái weekend phải không? Yes, làm đẹp cho weekend. Khi nào cũng làm đẹp cho ngày mai. Lấy xong rồi ha. Cần gì weekend mới làm đẹp, ngày nào cũng làm. Đây, cả nhà chuẩn bị cái máy facial spa chưa? Ready. Ready. Đây, đây. Đây là máy nâng cơ đây. Có nhiều người hỏi máy nâng cơ là cái gì? Đây là máy nâng cơ. Yeah. Đây là cái máy nâng cơ. Thì cái da mặt của mình mà mình ở cái tuổi mà cái độ mà cái collagen của mình bị mình có cái chiều hướng bị sệ, bị dùng, thì đây là cái máy để
tự nhiên mình thấy cái mặt của mình á, nó nhớ làm sao, tại chắc có lẽ là nó phải cần phải được chăm sóc hay sao mình nhớ dễ sợ. Mấy cái tuần mà lúc mà mình nhớ mình là bác sĩ Hệ Trình đi vô làm đẹp thôi. Bác sĩ Hệ Trình thấy có Lumis Spa rồi, facial rồi. Ok, bây giờ mình sẽ bấm. Cái này có cái máy này từ chăm sóc da mặt mình mua tại nhà rất là tiền quyến chị em. Tại ở Việt Nam á có mấy người họ làm cái này, họ đi làm giàu cũng có tiền lắm á. Việt Nam mình thì bí mật chút xíu nha. Các nghệ sĩ nha, các ca sĩ Việt Nam nha, sử dụng cái Cannabis Spa này nè cho họ đó, có tên có tuổi luôn mà không nói, không tiện nói ở đây. Thật ra họ giúp cho cái da mặt của họ đẹp bằng cách là họ sử dụng cái máy này đây. Mình nói là cái giới có tiền ở Việt Nam. Bữa nay cái này nó hơi trục trặc chút xí dội. Hôm trước là trên cái trên nhóm của chị Thủy hả? Có cái chị nào nói làm cái này rất là nhiều người họ làm được, người họ thích rồi giới thiệu người khác, giới thiệu người khác biết, có nhiều khách hàng làm cái này luôn á. Mà không cần phải mở tiệm luôn, làm tại nhà không à? Cái này làm tại nhà. Cái này nó dễ học, dễ làm. Ái Hoa ơi, máy của chị bây giờ nó hiện lên cái số 8, thì bây giờ làm sao ta? À, hết pin đó chị. Hết pin hả? Hình như là vậy, còn không là chị không ai quốc lại rồi. À, bấm nét lại cái này cho nó tắt đi, rồi bấm lại đâu thôi. Chị ơi, đã số 5, chị đã số 8 luôn, quá đặc biệt. Hello. Nghe nó có cái gì tới số 8 đó ấy, vâng rồi mình phải reset lại. Hôm mai là chạy làm facial với chị. Hello, chị vỏ đẹp hả? Ai có máy đẹp, ai có máy thì vô đẹp là phải đi vô làm đẹp nha. Ở nhà thấy là có tiếng không, mình đang làm chung với mấy chị nha. Mình đi từ đây lên ha. Tại sao cái này gọi là nâng cơ? Bởi vì khi nó giúp cho cái cơ mình nâng lên là bởi vì mình theo cái hướng này đây. Okay. Cái da mặt khi mà mình lớn tuổi thì nó có cái chiều hướng bị chảy xệ đó, thì mình phải đi lên. Mà nếu mình muốn cho cái da mặt mình gọn thì đây là một cái cách để mà giữ cái da mặt của mình được trẻ trung. Hello anh Trâm đi sáu. Anh Sáu khỏe không? Lâu quá, bữa nay mới thấy kìa. Cái mà kinh doanh như sao mà cái trán cũng nhăn nhăn. Suy nghĩ. Ok, mình đánh cái mắt mình lên nè. Tự mình đưa cái miếng mắt mình lên. Ta tạo bị ở đây, ví dụ như bây giờ cái mặt của mình, cái miếng của mình ở đây nó bị tổn. Thì mình đánh. Mình qua bên này. Ai mở nhạc vậy ta? Bên hay gì chị Trinh vậy? Trinh mở nhạc á. Mở nhạc gì mà dở vậy? Ồ, anh Sáu đang ở Sài Gòn hả? Chưa về Mỹ nữa à? Sao đi Sài Gòn Việt Nam lâu gì vậy? Ủa, em đang bắt nhạc mà, sao bên chị Trinh không bắt nhạc vậy ta? Nhạc ai dở thì tắt nha. Ủa? Sao cái này dở quá tắt rồi? Sao? Dở quá tắt rồi. Bây giờ mình đưa cái chân mài mình lên nha. Nếu mà mình muốn mà cái chân mài của mình. Dở quá tắt rồi. Thank you chị. Được rồi. Đâu có biết nhạc hai đứa nó dồn lại với nhau đâu mẹ. Ok, mình đưa cái chân mài mình lên nè ha. Đặc biệt nha, nếu như mà mình muốn cái gì đó cầm chưa vi phải không ấy hoa, cầm chưa vi cái gì đó có mặt chưa vi đó phải không, đeo nó gì cái gì đâu biết nữa. Em vi không biết, cần ủi mấy cái nến nhăn giùm nó được rồi. Ok, không biết chữ gì cho hả, không biết chữ vi hay là cái chữ gì miễn sao mình trên mặt chữ gì mà không có nến nhăn được rồi. Ok em sao? Ok, mình thấy là cái máy nó 12 tháng 4 hả? Cái máy này
Kim Ngân. Người bình thường mình xài ha. Ở Việt Nam và giới ca sĩ, nghệ sĩ xài ha. Wow. Để lên 45 độ. Cái cơ mắt, cái cơ mặt á, để nó chỉ bị chảy xệ thì sẽ đạt tới 45 độ. Sao của em chạy như máy bay vậy? Em xong rồi. Em xong lần đầu rồi. Cái này đặc biệt mình đừng có chạy khô. Đúng rồi, làm đổ đi lên. Thường con làm 3 lần một bên. Rồi dưới cổ một cái là nó hết giờ. Em làm sao mà méo một bên, không có điều tay chưa có quen đó chị, nên canh chạy từ, không cần chạy nhanh đâu, mà ba lần kéo lên mỗi một bên ba lần rồi xuống dưới cổ nó là hết thời gian. Chạy mình được có 5 phút thôi, thành ra mình chạy 2-3 chỗ là nó hết rồi, cổ nó cũng quan trọng ha. Chà, cái chai của em nó gần hết rồi, đè đè không ra luôn nè, trời ơi. Xài dữ quá, xài dữ quá hết rồi luôn. Em thích con gái là sắp sao mở nhạc gì mà nghe không rõ, nghe nó dần dần vậy đó. Cái video nghe nó giật vậy đó, nó không biết ở bên mà. Không biết phê trên Facebook mà mấy anh chị có nghe bị giật giống mình nghe không? Nó sắp tới ngày mà phụ nữ mà bị đó, mình hay hay nổi mụn á, thì cái máy này hay lắm, chỉ cần để lên chạy một vòng là nó không không có mụn, nó không có trồi lên nữa. Hay vậy hả? Có nghĩa là trước khi mà mình ra chợ mình dùng bột tỏi nè, dạ mình để ngay cái mặt ngay chỗ mụn á. Ok, có nghĩa là cái chỗ nào mà có mụn thì mình tập trung vô chỗ đó đúng không? Dạ, này chỗ làm đào thấy đó là nó đào đó, nên nên chỗ ra đó bắt đầu nó không thốn rồi đó. Dạ, giờ ba mụn nè, sắp sửa chỗ ra, tập trung mình để cái đó. Này vùng lưỡi vùng lên. Để chi cái máy nó làm, nó có chỗ đó. Mình làm thêm lần thứ hai nha. Mình cũng làm giống như lần trước, lần đầu. Để cho đều. Bây giờ mình chọn lần thứ hai nha. Giờ thường thì em chạy lên cái môi của em nha. Wow, đúng rồi. Môi nó dày lên, nó no lên, nó sắc lên. Ok. Có nghĩa là nó cũng giúp cho cái da môi của mình tái tạo luôn không? Dạ. Nói về mới nhớ bữa giờ mình không đánh đánh môi bằng cái light corrector nữa nha. Bây giờ làm đi. Thì để chút là mình xong trước mình làm á nè. Mình biết là máy mình sẽ xong trước mọi người như tại hồi nãy xong tắt trước. Mình làm cho nó lười biếng, nó không chịu làm việc nè, làm cho nó làm việc nè. Bạn nào có máy facial spa lấy ra cùng làm đẹp với tụi Vân nhé. Cái này chắc nó muốn ok. Thôi trục rạc không sao. Chị Thảo đâu ha, lo lắm đó chị Thảo. Lâu lắm chị Thảo đi làm đi đâu rồi, lâu rồi không vào làm đẹp không biết. Lần đầu thì mình làm cho mở cái lỗ chân lông ra không con ha, để lấy sạch cái bụi, cái mồ hôi, cái makeup của mình ra đúng không? Rồi cái lần thứ hai, lần thứ nhì là nó hút ra những chất bẩn. Lần thứ nhì nó hút ra những chất bẩn. Anh rồi tới ngày ủi da mặt mà biểu không có láng được.
hai ba xiên ngủ tuần ba lần là hết nếp nhăn luôn không? Còn nếp nhăn là hết luôn á. Chị Trinh, chị vào trên cái phone của chị á, chị nghe cái thử cái bên cái của em nó có bị nghe nhạc nó giật không? Em nghe nhạc giật vậy. Chạy cái điện số 4 là cái điện âm á. Giờ mình sẽ đi cái điện dư. Hút những chất dơ với lòng lỗ chân lông ra. Làm cho cái da của mình nó rất là sạch và nó giúp tái tạo lại cái da. Yêu cầu bỏ nhạc trẻ đi. Giờ này nhạc trẻ chứ nó phải nhạc già đó chị. Sao nghe nó già dữ vậy trời. Nhạc tạo động lực mà. Nghe mỗi ngày em hình như chưa có già mà ta. Nhạc tạo động lực mỗi ngày mà. Sao nghe nó rền rễn vậy. Mình nhanh chỗ nào thì mình tập trung chỗ đó. Mắt ai nhỏ quá thì tập trung vào cái mắt nha. Mắt ai nhỏ. Còn người mắt nhỏ tập trung vào mắt. Mắt nhỏ thì tập trung vào mắt. Còn cái lưỡi, còn cái mũi thì sao chị? Cái mũi to cũng đẹp, mũi cho mũi nhỏ lại. Đánh cái mũi lên. Để nó sát vô cái sống mũi nhà mình lên. À, để làm cho nó nhỏ lại phải không? Nó nhỏ lại sao thở trời. Nó to quá em rồi. Miễn là đánh da nó đẹp được rồi. Đừng có đánh ngược là được rồi. Thay vì mặt mình nó phải căng lên đánh xuống cái mặt mình sệ xuống. Đừng có đánh ngược nha. Đánh ngược là nó làm già hơn nữa đó. Đó, đổi nhạc trẻ cho chị đó. Thank you. Nhạc trẻ là nhạc rap không đó? Nhạc rap hả? Ý dạ. Yêu đời dữ. Trẻ bây giờ chưa rap không? Thì mỗi một tuần mình làm chừng một lần, hai lần hát mình bỏ ra khoảng chừng 15-20 phút mình thấy cái da mặt của mình nó có cái sự khác biệt rõ ràng. Ai tham gia đội nhóm của mình cỡ 2-3 tháng sau, 2 tuần sau là mình thấy gì khác rồi, đừng nói là 2-3 tháng sau rồi. Chị Phương kìa, có tuần là thấy khác rồi. À, chị Phương đâu rồi? Không biết, hồi nãy hỏi mấy giờ thì bố mà sao giờ này không thấy. Đây cũng là cái cách mà để đi giảm. Mình thích cái này lắm, tại vì hồi đó mình có mấy cái vết nó hơi nâu nâu lắm. Chị mình cảnh báo mình là không có lo chữa trị là khó trị lắm đó nha. Nâu nâu lắm hay là A-spot chị? Mình thấy cái vết nâu nâu tại cái da mặt của mình nó mỏng á. Rồi mấy cái chỗ mà cái vết mà cái gân đã đỏ đó, nó làm cho cái chỗ đó nó đỏ mà nhiều khi nó giống như là nâu á. Mà bây giờ nó giảm nhiều lắm. Hồi đó trước đây mà mình không có để makeup á, mà lúc mà mình còn trẻ nha, chứ phải già giờ đó là mình đã thấy cái mấy cái vết nâu đó rồi đó. Có người nói gì chứ tôi chừng bị nát. Mà mình đã bị trước rồi. Mình nhớ là sinh đứa con thứ hai mới có 30, khoảng 32, 33 tuổi chứ nhiêu. Mà mình đã thấy nó bị cái vết nâu rồi. Hiện tượng già trước tuổi đó chị. Nó đỡ, nó giảm dần. Chị em đi. Em nói rồi đó chị. Hết rồi. Nhìn đến cái thời gian 5 phút qua rồi ha. Rồi
bây giờ em vô treo rồi đây nè. Xin chào Trung Tâm. Lấy cái treo ra. Em làm mà em enjoy mà thấy sợ. Làm hôm nào không làm là nhớ phải chạy phải làm thôi. Mấy chị mà không vô em cũng làm một mình, em lưỡi thử em làm cho lẹ em đi ngủ. Không đâu mọi người, cái này không phải dành cho phụ nữ đâu nha. Nếu mà các anh mà có muốn thích đẹp mình cũng có thể làm được. Mà nếu mà mấy anh mà có ngại mà đi ra mà tiệm để làm facial thì mấy anh cũng có thể làm ở nhà bằng cách này luôn. Đẹp mà không ai biết tại sao mình đẹp. À, đừng nói ai, anh Điền nó lâu quá rồi không thấy anh Điền ha, lúc này da mặt đẹp rồi không làm nữa thầy. Lúc này hơi bận rộn, nhóm phát triển quá cho nên bận quá. Ok, đã lấy ra cái phần gel rồi thì bây giờ mình lấy cái phần nó gọi là rejuvenating gel, giữ lại những cái gel. Trong thời gian trong lúc thời gian đợi cái đợi cái gel mình phải đi đánh cái True Face thôi. Dạ, yep, gel mask. Bây giờ mình để đẹp lên. Cũng massage là cho nó. Bây giờ mình thấy cái đầu mình đánh cái môi nè. Trời ơi dễ sợ không? Môi. Bây giờ đang đợi gel mà sẵn đánh luôn. Bả lẹ đang bả đánh. Đến môi nè, cái đầu nhỏ nè. Hôm nay mình có bên Florida, chị Phấn, chị Múa, cũng là Philadelphia, Ái Hoa và mình thì ở New Jersey. Bây giờ mình xong cái máy đó là bây giờ mình đã xăng rồi anh chị. Nhưng mà cái mặt nạ này nó sẽ giúp cho cái da nó xăng hơn nữa. Nó giữ được cái độ xăng lâu dài. Cô Vân ơi, với cái gel mask này, ví dụ như bây giờ mình sử dụng không được không hả? Được chứ. Dạ. Có nghĩa là mình rửa mặt sạch rồi rửa cái gel mask này lên đúng không? Dạ được. Giống với chị em làm trong cái công việc riêng đơn thức khuya 20 giờ sáng cả tuần 2 tuần cũng chẳng mệt. Đánh cái môi ngắn tê tê đã thôi. Cho bây giờ cái tay của mình nó khô rồi ha. Sửa cả nhà nha. Nhưng nó hơi bị cái gì.
xong mũi rồi, lau mặt được rồi. Cho cái gel này thẩm thấu vô. Gel này từ 3 cho đến 5 phút thôi mấy chị nhé. À, còn thấy mình không mấy không? Thấy chứ, còn đẹp gái. Giờ lấy ra sạch thì mình lại cái tắt. Dạ dạ, các bạn nghe chứ nói không? Nghe nha. Ok, sao chị không nghe? Hả? Nói, mình nghe chị đã bóp tay. Sao chị nói chứ? Bây giờ đã nghe rồi. Ok. Thì sau khi mình lấy cái này xong thì mình sẽ để cái dưỡng da phải không ta? Nhưng mà mình chờ khoảng trong vòng 5 phút thôi con hả? Sao cái mặt gì hôm nay nó bóng thế? Em nghĩ chắc được rồi. Ok, thì bây giờ mình chùi cái gel này ra để mình làm sạch cái mình để dưỡng da không? Dưỡng ẩm không? Hiệu quả nhiều hơn. Thì bây giờ là mình đã xong cái phần mà đánh mặt hết rồi.
biết có người, có người, có người lâu lâu lừa một đem vô rách rung làm. Em hồi nãy bắt được tại trạm chị. Thế là mấy ông cũng bị luôn đúng không? Có chỗ mình bây giờ còn nhiêu nè. Anh quên đâu chạy vô sẽ xem live video của chị Trinh đang nói xấu. Cái này giờ nghi. Giọt nữa, giọt nước thành bị mất giờ vì ông chồng bị nghi. Tại ké luôn rồi. Cái này đi. Còn cái này té là không đếm được nha. Cái này mà lỡ có hột là không đếm, mà cái kia là đếm được hột đó. Nguy hiểm. Ai nói mấy anh không thích làm đẹp đâu. Mấy bà càng ngày càng trẻ, mấy anh không làm gì thì bị lão quá theo thời gian thì nó kỳ lắm. Hồi nãy em lên phòng em lấy đồ, em thấy gì nè, ngồi gì nè. Yeah, thấy cũng có người đang làm mặt nha. Không biết làm gì nữa mà đang làm gì. Chỉ có cái hột đó thôi. Bữa mai mốt lôi mấy ổng lên luôn nghe đi. Chị, lôi mấy ổng lên Facebook luôn đi. Cho mấy ổng kia là bắt chước. Rồi xong rồi, mặc xong rồi, sạch sẽ. Bị tố cáo rồi, hôm nay bị đưa lên đài truyền hình rồi. Đẹp chưa? Mấy ông cũng giống như là ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng vậy. Thấy hả? Chị hiện hình đấy thấy thấy làm đẹp ham quá không? Vô làm chung. Còn thêm cái này nữa nè, chị nào cần cái cổ nè, cái này cho cái cổ nè. Chị nào bị nhắm cổ cho cái này nghe. Thế chứ chị em phụ nữ mình nên, nếu mà có cơ hội, có điều kiện đó, là nên quan tâm thương mình chút xíu. Mình cứ nói mình thương người này, thương người kia không mà. Mà bản thân mình không chăm sóc, mình không thương mình thì ai tin nổi mình thương người khác. Đúng không? Cho nên mình cố gắng mình làm sao mà bảo vệ nhan sắc mình chút xíu. Mình làm sao mình cố gắng mình chăm sóc một chút. Ít nhất là cũng giữ lại chút xíu tuổi thanh xuân. Thấy không? Để ông chồng mình không nhìn đừng có chán. Hồi này. Hồi nãy mình tưởng Vinh nói bí quyết giữ chồng đi chứ phải giữ đẹp chứ thôi ra đường chồng phải có khác đẹp hơn. Em đang có ý đó nhưng mà chị nói thật vậy. Chắc chắn là vậy, mấy ông xạo lắm, sờ xài tốn tiền, cứ nói đẹp rồi đừng có xài nữa, nhưng mà ra ngoài thấy người khác đẹp hơn là mê. Có nhiều ông chồng nói trời ơi vợ tôi hồi đó mới cưới mà đẹp rất là dễ thương, và bây giờ tôi về tôi nhìn nó giống như bà sẫm quá, đã hai đứa con rồi, thấy dung nhan nó tàn tạ, nó không có lo chăm sóc nó gì chưa, giờ tôi nhìn nó chán quá, nhìn sao nhìn người hàng xóm thì thấy ngây thơ gì đẹp hơn. Giờ có người nhìn lên chức bà nội đang trẻ giống gái mới lớn à. Có ai bà nội vậy? Biết là ai có con trai cao hơn mình là sắp làm bà nội rồi. Bà nội như là trẻ chứ gì. Em về nó giỡn thôi mấy chị, nhưng mà đó là sự thật, vì mình là người phụ nữ, mình phải chăm sóc sắc đẹp cho mình chút xíu. Mình đừng có nghĩ tới là chồng mình, bản thân của mình đó, là mình làm như vậy mình cũng feel so good. Khi mình làm vào cái da mặt của mình sau facial rồi, cái mặt của mình nó nhẹ, mà nó căng, mà nó mịn ra rồi, trời, bản thân mình cũng cảm nhận được là cái sự hạnh phúc của mình đó.
vậy đó. Ông lò ông lo muốn chết, ông xạo, ông giao rồi vô đây nghe. Mẹ nó quầy thì mình làm sao cũng để cho chồng mình hãnh diện như mình chút chút, đúng không? Và cái đó cũng là một trong những bí quyết mà mình có thể giữ được hạnh phúc gia đình của mình. Vì chồng không chán làm sao đi ra ngoài ăn phở, đúng không? Yes. Alright, rồi cảm ơn cô Vân chia sẻ, cảm ơn tất cả các chị em ở đây mình đã cùng nhau làm đẹp tối thứ sáu. Thì đây là cái cơ hội để mình chăm sóc lấy mình. Khi mà mình đẹp ra thì mình được cái sự tự tin. Và khi mà có cái sự tự tin thì cả gia đình mình cũng tự tin, tự hào. Có nghĩa là có một người trong gia đình, một người mẹ, một người vợ. Có nghĩa là con cũng đẹp gái. Thì đây là cái điều mà nhắn gửi cho tất cả mọi người. Thì không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết cách làm đẹp cho mình mà thôi. Hoặc là không muốn làm đẹp cho mình mà thôi. Một khi mà là mình muốn là mình có thể, mình làm được. Và đây là cái dịp để chúng ta cùng nhau làm việc, làm đẹp, cùng nhau học hỏi, cùng nhau chia sẻ. Và mình xin hẹn gặp lại các anh chị trong chương trình Facebook Live của chị em tụi mình cùng nhau làm đẹp vào tuần sau. Mình có cái chương trình mỗi thứ tư và mỗi thứ sáu. Và mình cũng còn nhiều chương trình hơn nữa, nhưng mà đây là cái lúc mà mọi người cùng nhau tập trung về để mà mình làm đẹp cho nhau. Rồi xin cảm ơn tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người tuần sau nhé. Rồi, cảm ơn chị Trinh. Bye bye cả nhà, chúc cả nhà buổi tối ngủ ngon. Chúc các anh chị Việt Nam làm việc vui vẻ. Thì trong đó rất là nhiều anh chị Việt Nam kìa.